xóm Bến Vui, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội, nằm bên bờ con sông Tích Giang. Đêm 20/7, lũ về, nước sông lên rất nhanh, ban đầu chỉ ngập chưa đến nửa mét, sau lên cao và rạng sáng hôm sau nhiều nhà thấp chỉ còn nhìn thấy nóc. RIP, dân Quốc Oai đi thuyền đi học, đi làm năm nay, mực nước được cho là ngập sâu nhất trong lịch sử. Đã 15 ngày nay, con đường dẫn vào thôn dài hơn 600 mét ngập mênh mông nước, đi bộ qua rất nguy hiểm. Một số cano cùng thuyền được huy động hàng ngày chở bà con ra vào để đi làm, đi học. Từ 6 giờ sáng nhiều người dân xã Cấn Hữu lội nước ra đầu làng để đón cano đi làm. Những chiếc cano được quân đội huyện huy động giúp người dân đi lại dễ dàng hơn, thời gian cano di chuyển từ 6 giờ sáng đến 18 giờ tối. Nhiều người dân ra muộn ngóng chờ thuyền để đi làm, những gia đình gần đường thì dễ dàng hơn khi đợi thuyền. Mỗi thuyền đều được trang bị áo phao để tránh việc đuối nước cho người dân khi di chuyển. Em Hoàng Thị Đẹp tâm sự, hôm nay là ngày đầu đi tập trung học quy chế ở trường, để đi đến trường rất là khó và mất thời gian, thuyền thì phải đi mượn hoặc chờ cano của các chú bộ đội. Sau khi ra khỏi làng em phải nhờ bạn đến đón vì trường cách nhà 4 km. Anh Thủy, thôn Cấn Hạ, đưa con đi học từ sáng sớm nhưng do không biết lịch nhà trường cho học sinh nghỉ nên lại phải đưa con về gấp để kịp đi làm. Ở làng, trẻ em lên 7 đã biết chèo thuyền. Do được nghỉ học nên nhiều em nhỏ không biết làm gì vì nước ngập không có chỗ chơi. Mặc dù nước đã rút bớt nhưng việc đi lại của người dân trong thôn vẫn luôn phải dùng thuyền. Tách, ngập lụt.